ngày 8 tháng 8. Kỷ lục 7 con. Ô, quá trời quá đất luôn. Năm bé ngày 30 tháng 8, em này chắc khổ nữa rồi, không có vú. Đợi xong bắt ra nuôi tay thôi. Năm em giờ mới bắt ra nuôi bộ. Năm bé cái đực cái ba cái hay đực.